nó như Rolls Royce vậy. Đấy. Cái vị trí để đồ của chiếc Skoda này cũng rất hay này. Đây, chúng ta có thể cất đồ. Xin chào anh em, đây là sự kiện ra mắt hai mẫu xe mới nhất của Skoda tại thị trường Việt Nam. Thì ngay trước mặt đây là chiếc Skoda Kodiaq. Đây là mẫu xe được cho là cạnh tranh với hai mẫu xe ở Việt Nam trước đó là Santa Fe và Sorento. Thì với Kodiaq thì nói qua một chút về thương hiệu Skoda thì chúng ta, đây là một thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen, vậy nên những cái về nền tảng khung gầm này hay là động cơ hay là máy móc thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có một vài cái điểm chung, thậm chí là khung gầm nó được sử dụng chung với một số mẫu xe của Volkswagen hay là Audi, hay là cái động cơ 2.0 TSI này cũng vậy. Nhìn bên ngoài thì chiếc Kodiaq này cũng khá là đẹp và có một cái thiết kế nhìn chung thì với những cái mẫu xe của châu Âu thì nhìn nó vẫn khác so với những mẫu xe thiết kế đến từ châu Á. Một vài cái điểm thông số kích thước kỹ thuật thì có lẽ sẽ để trên màn hình để cho anh em cùng xem. Thì với cái thông số kích thước của chiếc Kodiaq thì sẽ có kích thước tổng thể nhỏ hơn so với Santa Fe. Tuy nhiên lại trục dài cơ sở của Kodiaq lại dài hơn. Đấy. Một lát nữa thì tôi sẽ trải nghiệm bên trong khoang nội thất cho quý vị xem là nó có rộng hay không. Ở phần đầu xe thì Skoda Kodiaq thì cũng có thiết kế cũng rất là đẹp này. Về trang bị thì ở đây chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn, có tùy chọn về hệ thống đèn LED Matrix này, rồi đèn sương mù, rồi cảm biến trước cũng rất là cơ bản thôi, và hệ thống camera bên trong gói camera 360. Với Skoda Kodiaq thì chúng ta sẽ có tới hai phiên bản động cơ là 1.4 và 2.0. Thì với phiên bản 1.4 TSI thì công suất mã lực khoảng là 150 mã và đi cùng với đó là hộp số ly hợp kép ướt 6 cấp. Còn đối với phiên bản 2.0 và 2.0 cao cấp nhất này, chúng ta sẽ có phần động cơ lên tới gần 180 mã, đi cùng với đó là hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Đấy, và đương nhiên là chúng ta sẽ có chế độ hai cầu để phục vụ cho việc off-road. Với cái màu ngoại thất này của chiếc Kodiaq thì cũng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nhìn ở sự kiện nó rất là đẹp. Và cái bộ mâm ở đây được trang bị bộ mâm lên tới 19 inch đa chấu, nhìn to bản rất là đẹp. Cái phiên bản với phiên bản cao cấp nhất này là phiên bản máy 2.0 TSI Turbo thì có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian nữa. Đây là một chiếc xe hướng tới cái việc sử dụng địa hình nhiều hơn. Đây, có một cái rất hay mà nó như Rolls Royce vậy. Đấy. Cái vị trí để đồ của chiếc Skoda này cũng rất hay này. Đây, chúng ta có thể cất đồ vào đây, một chiếc ô nhỏ thôi, nó không dài như xe Rolls Royce thôi, nhưng mà đây là một cái điểm rất là tiện để mọi người có thể cất đồ, chúng ta không cần phải để cái hộp ở phía trước này nữa, tốn diện tích. Rồi, với cái khoảng phần phía đuôi này cũng là cái điểm mà có lẽ tôi thích hơn ở phần đầu xe. Cái phần đầu xe ở cái phần mặt lưới tản nhiệt của chiếc Kodiaq này tôi chưa thấy đẹp lắm, nhưng phần đuôi này đẹp hơn với thiết kế kiểu góc cạnh này, rồi cái cụm đèn hậu vuốt từ bên hông ra tận phía đằng sau như thế này, rất là đẹp. Cốp điện thì chắc chắn là đương nhiên rồi, đây là một trong những option cũng cơ bản ở trong cái mẫu xe ở cái tầm giá này. Đấy, có đá cốp, ba hàng ghế. Đây là một mẫu xe mà sẽ có ba hàng ghế, tuy nhiên thì cái hàng ghế thứ ba này chắc cũng chỉ thuộc dạng là chống cháy thôi. Lúc nãy tôi cũng có ngồi thử rồi. Đấy, lốp đây, lốp giữa phòng sẽ ở dưới. Mức đồ đạc rồi thì cái ngăn chia cốp này cũng sẽ toàn bộ sẽ đặt ở dưới này. Lốp sẽ là lốp nhỏ hơn, không phải lốp giống như lốp ở bên ngoài xe được trang bị. Đấy, nhìn chung thì chiếc Kodiaq này cũng đẹp, đằng sau đẹp. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà xuất công bố với chiếc Skoda Kodiaq phiên bản 2.0 TSI ngoài đô thị là phải 6,9 lít trên 100 cây, ngoài trong đô thị là 10 lít trên 100 cây, còn kết hợp hỗn hợp là khoảng 8,1 lít trên 100 cây. Thì với cái con số này thì có lẽ là máy 2.0 turbo nữa thì đây cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được, và đây cũng là một mẫu xe thiên hướng đến việc off-road nữa. Và bước vào không gian nội thất của chiếc Skoda Kodiaq thì rõ ràng với một chiếc xe đến từ châu Âu và với cái nền tảng của Volkswagen hay là Audi thì cửa đóng cực kỳ chắc, rất là chắc, rất là chắc chắn luôn. Với phiên bản cao cấp nhất của chiếc Skoda Kodiaq này thì cũng rất là đẹp này. Cái thiết kế về cái màng ốp ở đây được làm kiểu giả gỗ. Các cái vị trí ốp giả gỗ ở trên chiếc Skoda Kodiaq này cũng rất là đẹp. Cái màu rất là đẹp này, và cái vị trí để đồ
cách làm cũng giống một vài cái mẫu xe sang trên thị trường. Đấy, để đồ cũng rất là tiện. Hộp trên, hộp dưới. Một vài cái trang bị cơ bản ở trên Kodiaq như là điều hòa, hay là cái vị trí điều hai vùng này, hay là có lọc không khí này. Đấy. Màn hình cảm ứng này có hỗ trợ Apple CarPlay này, Android Auto này. Rồi thì vị trí sạc này, hai cổng sạc Type-C. Rồi các chế độ lái sẽ tùy chỉnh ở đây. Đấy, rất nhiều chế độ lái sẽ được tùy chỉnh ở đây. Eco, Normal, Sport, Custom hay Snow. Đây là vì đây là phiên bản mà có 4x4 mà. Rồi, đây là cái vô lăng của chiếc Kodiaq, cũng được thiết kế cũng rất là đẹp, rất là hay. Họ không làm liền ôm sát vào cái khu vực túi khí mà tách ra như thế này. Và đây có hai cái nút tùy chỉnh cũng rất là hay. Nút này, bên này là phía bên này là tùy chỉnh media và volume này. Đấy, sờ chất liệu làm cũng rất là sướng. Còn bên này sẽ tùy chỉnh cái thông số khác ở trên màn hình. Nhìn chung thì với không gian và về cơ bản ở trên hàng cái chiếc này thì rất là đầy đủ thôi. Đèn đóm này, cửa sổ chờ toàn cảnh này. Đấy. Có một cái mà tôi hơi tiếc một chút là ở cái khu vực này, mà nhiều anh em cũng tiếc ở trong cái xe phân khúc phổ thông như thế này, nhất là trên mẫu Santa Fe mà anh em hay kêu ấy, là anh em hay đeo kính, hay là kính râm. Thì cái khu vực này là khu vực mà anh em để kính rất là tiện, nhưng mà cái xe này cũng không có. Đấy. Cũng nhiều anh em mà đeo kính cũng hay phàn nàn về cái vấn đề đấy. Rồi, hộp để đồ, hộp chứa đồ, hộp chia các ngăn. Đây chỗ này sạc điện thoại không dây à? Chỗ này thì sẽ không có sạc. Chiếc phiên bản cao cấp nhất này thì ghế cũng sẽ được chỉnh điện này, và có nhớ ghế ba vị trí, các cái vị trí chỉnh kính sẽ ở khu vực bên tay trái đây. Và có một cái cũng khá đặc biệt là cái hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ nằm ở trên gáo gương chứ không phải nằm ở trên mặt gương như các xe phổ thông ở thị trường ở Việt Nam vẫn rất thường thấy. Cách làm này nó sẽ tinh tế và sẽ có lẽ là nó sẽ giúp tài xế dễ nhìn hơn và thường xuất hiện trên các dòng xe sang, ví dụ như các mẫu xe của Porsche. Đây là cái hệ thống camera 360 ở trên chiếc Skoda Kodiaq đây. Vậy thì mọi người thấy sao về chiếc Skoda Kodiaq vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam với cái mức giá cho hai phiên bản lần lượt là 1.189.000.000 và 1.408.000.000 đấy, cho một mẫu xe hạng D cạnh tranh với chiếc Hyundai Santa Fe hay là Kia Sorento? Thì anh em đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới.